chào quý ông bà anh chị em Chào mừng quý ông bà anh chị em đến với chương trình Muối Men cho đời phần suy niệm lời Chúa Hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm tin mừng của Chúa Nhật thứ 25 thường niên năm A Cho đây chúng ta dành ít phút lắng nghe lời Chúa Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho cho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng ngoài chợ. Ông bảo họ rằng, các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho cho ta ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ mười một, ông lại trở ra và thấy có kẻ đứng đó thì bảo họ rằng, Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng, vì không có ai thuê chúng tôi, ông bảo họ rằng các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho cho ta đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ từ người đến sau hết tới người đến trước hết vậy những người làm từ giờ thứ 11 đến lãnh mỗi người một đồng tới viên những người đến làm trước họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn nhưng họ cũng chỉ lãnh được một đồng đang khi lãnh tiền họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng những người đến sau hết chỉ làm có một giờ chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm rằng này bạn tôi không làm thiệt hại bạn đâu Chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao. Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về. Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn. Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao. Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lắng nghe Thánh Matthew thuật lại dụ ngôn người chủ vườn nho đi mướn người làm việc. Chúng ta nhận ra khuôn mặt của một thiên chúa đầy tình yêu thương, luôn đi tìm con người để kiến tạo cho con người một cuộc sống tốt đẹp. Thiên chúa như người chủ vườn ấy lại là một thiên chúa công bằng. Ngài luôn trả công sòng phẳng và xứng với các việc chúng ta làm hơn thế nữa dưới cái nhìn của thánh matthew thiên chúa ấy còn là một ông chủ đầy lòng nhân ái sẵn sàng rộng lượng ban phát cho con người điều quá sức mong mỏi của con người để tạo cho họ cuộc sống hạnh phúc trước hết chúng ta hãy cùng chiêm ngắm khuôn mặt của một thiên chúa như ông chủ vườn nho đầy lòng yêu thương khi thuật lại cung cách của ông chủ vườn nho suốt ngày ra phố trợ tìm người làm việc vườn nho cho ông chúng ta nhận ra tấm lòng bao dung đầy yêu thương của ông chủ không biết công việc của vườn nho bận rộn thế nào nhưng xét dưới góc nhìn của tình yêu ông chủ đi tìm những người thợ làm việc cho vườn nho của ông là vì ông quan tâm đến con người đến nhu cầu cần việc làm của con người để mưu sinh hơn là quan tâm đến nhu cầu lợi nhuận của chính mình cứ mỗi canh giờ của ngày sống trôi qua ông lại ra phố chợ tìm xem có ai chưa có việc làm hay không và mỗi lần ra chợ là mỗi lần ông thấy có những người đứng bơ vơ vì không ai thuê mướn cảm thông cho những hoàn cảnh đáng thương ấy ông chủ vui vẻ mời gọi họ các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho cho ta ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng qua sự quan tâm ấy, ông chủ không chỉ tạo cho họ cơ hội làm việc, nhưng ông còn giúp họ đem về cho gia đình cái ăn của ngày hôm ấy. Đây quả là một tình yêu bao dung và tinh tế của ông chủ vườn nho. Một tình yêu không so đo tính toán hơn thiệt, một tình yêu không vụ lợi, nhưng là một tình yêu hoàn toàn vô vị lợi, sẵn sàng vì hạnh phúc của người khác. Đây cũng chính là hình ảnh của một Thiên Chúa mà hôm nay mẹ giáo hội giới thiệu với chúng ta và mong mỏi mỗi người chúng ta gặp gỡ, tìm kiếm Ngài. Thiên Chúa sẽ mãi mãi đối xử với chúng ta như thế và mong ước chúng ta đối xử với nhau bằng tình yêu của Ngài. Bài học thứ hai mà sứ điệp lời Chúa hôm nay dành cho chúng ta là mời gọi chúng ta khám phá ra Thiên Chúa qua gương mặt của ông chủ vườn nho một thiên chúa rất công bằng quả thế hình ảnh ông chủ trả lương cho các người thợ vào cuối ngày lao động cho chúng ta thấy rõ điều ấy ông chủ đã công bằng trả công cho những người thợ làm từ sáng sớm ông đã giữ đúng như lời giao ước về tiền công nhật là một đồng đó là tiền tương xứng với công việc họ đã làm ông chủ cũng xử công bình với những người thợ làm việc muộn hơn thợ nửa buổi thợ xế chiều thợ chỉ làm có một giờ sự công bình được thể hiện nơi cái nhìn của ông chủ là họ đã cố gắng đi tìm việc nhưng không tìm được việc cho đến khi ông chủ thuê họ như thế những người thợ này cũng đã nếm trải những vất vả khi phải đi tìm việc làm đã lo âu khắc khoải vì thất nghiệp. Do đó, ông chủ cũng đã cho họ một đồng xứng với lời ông đã đoan hứa. Ta sẽ sẻ công cho các ngươi xứng đáng. Chúng ta biết rằng, cuộc sống công bằng là một lý tưởng cho mọi người hướng tới. Nhưng sự công bằng tuyệt đối đến nỗi trở nên phi nhân bất nghĩa sẽ biến một xã hội hiện tại thành một guồng máy và con người trở thành máy móc trong một nền văn minh khô cứng và thiếu tình người. Xã hội chỉ đánh giá con người theo năng suất công việc hay theo giờ lao động thì chẳng bao lâu xã hội đó sẽ biến con người trở nên chai đá vì thiếu lòng nhân ái. Chiêm ngắm và gặp gỡ một thiên chúa như ông chủ vườn nho vừa công bằng nhưng cũng đầy tình thương sẽ giúp chúng ta thay đổi và sống như Chúa, sẽ giúp chúng ta kiến tạo một cuộc sống tràn chứa niềm vui và hạnh phúc. Sau hết, chúng ta cùng chiêm ngắm hình ảnh thứ ba của tin mừng hôm nay về một thiên chúa như ông chủ vườn nho có tấm lòng nhân ái bao dung. Quả thế, khi trả cho người làm việc ít giờ nhất bằng với người làm việc từ sáng sớm, ông chủ vườn nho muốn biểu lộ một tấm lòng nhân ái bao dung của mình đây là điều quan trọng làm nên giá trị vĩ đại của con người vì lòng nhân ái ông chủ vườn nho thấu hiểu rõ hoàn cảnh của người lao động mình muốn dù anh ta chỉ đến làm cho ông có một giờ nhưng ông trả cho anh cũng bằng với những người làm công khác vì ông muốn san sẻ tình thương đến anh và cả nhà của anh nữa. Ông chia sẻ cho anh có phương tiện để sống tốt hơn. Cùng cách ứng xử nhân ái của ông đã làm cho người thợ khác ngạc nhiên và khó hiểu. Đó cũng là cách thế Thiên Chúa cũng đã đang và tiếp tục làm cho con người chúng ta hôm nay. Vì bản chất của Thiên Chúa là đấng giàu lòng nhân ái lên cách thức ngài làm cho con người vượt xa lối suy nghĩ và tính toán của con người chiêm ngắm và gặp gỡ một thiên chúa như ông chủ vườn nho đầy nhân ái bao dung chúng ta được mời gọi sống và quan tâm đến nhau bằng một trái tim nhân ái bao dung như ấy chúng ta sẽ cố gắng vượt qua những suy nghĩ hẹp hòi và ích kỷ để cố gắng sống yêu thương và cho đi không tính toán có như thế, chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội nhân ái, một xã hội biết vượt qua tính ích kỷ vụ lợi nhắm đến lợi ích cá nhân để xây dựng một xã hội công bằng của nền văn minh tình thương và lòng nhân ái. Ước chi những gì Chúa tỏ cho chúng ta hôm nay luôn được mỗi người chúng ta trân quý đón nhận và thực thi trong suốt cuộc sống hàng ngày bằng một trái tim yêu thương, tôn trọng sự công bằng, và tràn chứa tình nhân ái để cùng nhau bước đi trong niềm hạnh phúc mà Chúa ban cho chúng ta. AMEN